chín rồi. Chạy đi đâu em ơi? Chín hết. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Hiện tại, mình đang có mặt ở điểm câu cũ. Nếu thường xuyên theo dõi kênh của mình thì sẽ nhận ra đây là điểm câu mà mình đã làm một video chia sẻ cách chọn điểm câu lua cá lóc ở sông. Sau một thời gian câu ở đồng ruộng, cá lóc đã bắt đầu thưa bớt. Cho nên, hôm nay mình quay lại đoạn sông này để câu. Và cái kết rất tuyệt vời luôn. Trong video hôm nay, mình câu được hai con cá rất to. Mọi người xem nhé. Được. Vừa mới giật hụt nên mình thay luôn con mồi khác, vì mình sợ cá nó nhát mồi không táp nữa. Nó sẽ sấy con thì to chút kìa. Con mồi mình đang dùng vẫn là nhái hơi T1 nhé anh em. Kéo lại mấy đường rồi mà cá chưa táp lại. Lúc nãy mình giật chưa sóc lưỡi câu nên cá chưa có chạy đâu anh em. Nó vẫn còn núp ở dưới đó đó. Vùng bãi cạn nước đứng này không phải lúc nào cũng xuất hiện nhé anh em. Sáng nay đang là thời điểm thủy triều xuống. Chỉ khi nước xuống thì vùng này mới lộ ra. Chứ khi nước lớn, câu không có cá đâu nhé anh em. Con cá. Ôi giời. Wow. Wow, cá to. Wow. Hugo rồi anh em ơi. À, nãy mình mới sải một con cũng cỡ này bên kia kìa. Thấy chưa? Cứ anh em đi câu xong là cứ canh chỗ dòng nước đứng là chỗ nước đứng mình câu nha. À, chỗ hồi bữa mình có làm video hướng dẫn này, bữa nay mình câu được con thiệt to nữa nè. Con này nhỏ hơn, còn lát nữa mình câu được con to hơn rất nhiều. Mọi người tiếp tục theo dõi nhé. Nhưng trước tiên, mời mọi người xem lại pha lên cá vừa rồi nhé. Con cá. Ôi giời. Ngoài các đặc điểm như vùng nước đứng, bãi cạn bóng râm,
Một dấu hiệu nhận biết nơi có cá lóc nữa, đó là nơi các đàn cá con tụ tập. Nhất là cá rô phi con, vì cá rô phi nhỏ rất chậm chạp lại nhiều. Hay ngớp ngớp ở các vùng nước êm, rất thích hợp cho cá lóc săn mồi. Con này không có chạy đâu được hết. Phải lên. Nó cũng lên thôi. Anh đã phát hiện ra em rồi nhé. Đừng có đố anh bắt được em nhé. Cái cây bạch đàn biết nó hư không nữa, nó mà gãy là đi bỏ về luôn anh em ơi. Thay con mồi khác nhé anh em. Vì vừa mới giật hụt nên mình thay con mồi khác. Mình sợ cá nó nhát mồi. Dính rồi, chạy đi đâu em ơi? Chín mét. Quá trồ. Không lồ. Trời ơi, con này nó còn bự hơn con này nữa. Trông quá. Wow. Trời ơi. Ôi. Vô quá đã luôn. Wow. Đáp hụt với anh hả em? Cá này ổn luôn. Xong. Lần này thì hết hụt rồi nhé. Ban đầu thấy cá táp mình cứ tưởng cá nhỏ, ai ngờ cá to quá là to luôn.
đi câu có nửa tiếng đồng hồ mà như vậy là quá thành công luôn mọi người ơi. Cá đúng đã. Cá sóc lưỡi câu ở mép. May mà sóc hai lưỡi. Không xảy cá được nhé. Còn to nhất trước giờ câu luôn này. Bật cố luôn. Đây là con cá lóc to nhất trước giờ mình câu được nhé anh em. Mời mọi người xem lại pha lên cá này nhé. Dính. Rồi. Chạy đi đâu em ơi? Dính mép. Quá trời. Rồi. Chạy đi đâu em ơi? Chín mét. Quá trời. Nhìn con này trời ơi. Rồi giờ nghĩ mình sẽ cao được như này luôn. Hai con to cũng lồ luôn. Vậy rồi về ăn sáng. Sáng xem người đi cặp tiếp. Câu tiếp thử níu hơn lụm thêm được hai con nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở buổi đi câu tiếp theo nhé.